Xin chào các fan của cả bóng đá, mình là Nam và sau đây là bản tin tối ngày 20 tháng 9. Theo ESPN, Liên đoàn bóng đá Argentina đã có những hành động cụ thể liên quan đến án phạt dành cho Lionel Messi mà Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ CONMEBOL đưa ra hồi hè vừa qua. Cụ thể, họ muốn CONMEBOL giảm án cho Messi xuống còn 2 tháng để qua đó anh có thể trở lại thi đấu cho đội tuyển quốc gia ở các trận gặp Đức và Ecuador trong tháng 10 tới đây. Nếu như kháng án bất thành, M10 sẽ chỉ trở lại khi Argentina có lịch thi đấu trong tháng 11. Ngày 3 tháng 10, CONMEBOL sẽ trả lời đơn kháng án của AFA. Dù kết quả thế nào, Messi cũng vẫn bị treo giò ở lượt trận đầu tiên vòng loại World Cup năm 2022 khu vực Nam Mỹ vào tháng 3 năm 2020. Anh nhận thẻ đỏ trong vụ hùng khạc với Gary Medel ở trận gặp Chile. Cũng là thông tin liên quan đến Messi, siêu sao Nam Mỹ này vừa cho ra mắt một thương hiệu thời trang mang tên mình. Maria So Messi chính là người đứng đầu dự án cũng như quản lý thương hiệu thời trang của cậu em trai. Dự án này có sự hợp tác của MGO, một công ty tư vấn thiết kế cho Ginny Hilfiger, em gái của nhà thiết kế đình đám Tommy Hilfiger. Ngoài ra, Messi còn bắt tay với thợ may nổi tiếng Richard James của Anh cùng với thương hiệu giày Tricker của Tây Ban Nha. Theo tờ El Periódico, cửa hàng của Messi sẽ bán mọi mặt hàng liên quan đến thời trang và nhiều phụ kiện khác. Mỗi sản phẩm đều có logo của thương hiệu Messi. Theo The Independent, ông chủ David Beckham đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ cầu thủ đầu tiên cho câu lạc bộ Miami. Ngoài David Silva, Beck còn tiếp cận thuyết phục Lionel Messi gia nhập đội bóng của ông, nhưng chưa thành công. Tương tự với David Silva, Beck cũng muốn chiêu mộ Messi theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuyển thủ Argentina ký điều khoản được rời Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do đến các đội bóng ngoài châu Âu vào hè năm 2020. Với danh tiếng và mối quan hệ rất rộng của mình, Beck sẽ thuyết phục hàng loạt danh thủ chuyển đến đầu quân cho Miami trong thời gian tới. Chân sút Dimitar Berbatov đã nói lời treo giày ở tuổi 38 sau gần 20 năm thi đấu đỉnh cao. Trên trang cá nhân, cựu tiền đạo người Bulgaria chia sẻ: "Ai đó nói rằng tôi cần tuyên bố một điều gì đó. Trận đấu gần nhất đã diễn ra đến hơn một năm trước, nên tôi nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để dừng lại. Thời khắc đã đến để nói sau gần 20 năm chơi bóng, tôi sẽ dừng sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp ở đây." Quãng thời gian đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Berbatov là tại ngoại hạng Anh cho ba đội gồm Tottenham, Man United và Fulham. Đặc biệt là tại thành Manchester, anh ghi 48 bàn sau 108 trận ra sân và giành danh hiệu vô phá lưới mùa 2010-2011. Sau thất bại trước PSG, sự kiên nhẫn của chủ tịch Florentino Perez dành cho Zinedine Zidane đã đi đến giới hạn cuối cùng. Theo Corriere dello Sport, Zidane chỉ còn đúng 4 trận đấu để quyết định số phận của mình. Đó là các cuộc đối đầu với Sevilla, Osasuna, Atletico Madrid và Club Brugge. Nếu không có được kết quả ấn tượng, vị thuyền trưởng người Pháp sẽ bị sa thải. Tuy nhiên, người được Perez lựa chọn không phải là Jose Mourinho mà là Massimiliano Allegri. Sau khi chia tay Juventus, Allegri vẫn đang thất nghiệp và với những thành công cùng Bianconeri, Perez có lý do để đặt niềm tin vào vị chiến lược gia người Italy. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt danh sách 32 cầu thủ lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu với Malaysia và Indonesia trong khuôn khổ vòng loại World Cup năm 2022. Ở lần triệu tập này, chiến lược gia người Hàn Quốc đã gọi hai cầu thủ của Đà Nẵng là Võ Huy Toàn và Đặng Anh Tuấn. Ngoài ra, ông cũng triệu tập Mạc Hồng Quân, một cựu binh khác. Ba cái tên này đều là tân binh dưới thời ông Park. Ở lần hội quân này, Park Hang-seo cũng trao cơ hội cho Tô Văn Vũ của Bình Dương, Ngô Hoàng Thịnh của Thành phố Hồ Chí Minh và Công Thành của Thành phố Hồ Chí Minh. Theo lịch, 32 cầu thủ sẽ hội quân ở Hà Nội vào ngày 22 tháng 9. Trong số này, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ rút gọn danh sách xuống còn 23 người để so tài với Malaysia vào ngày 10 tháng 10 và Indonesia vào ngày 15 tháng 10. Ông Park Hang-seo cũng chốt danh sách 30 cầu thủ chuẩn bị cho trận giao hữu với U22 của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đáng chú ý trong danh sách này là Martin Law. Ở lần triệu tập gần nhất, Martin Law không lên tuyển vì phục vụ tham vọng của câu lạc bộ Phố Hiến. Thủ môn Tiến Dũng dù không thường xuyên được ra sân trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội nhưng vẫn được ông Park gọi lên U22. Tương tự, những gương mặt chơi rất hay ở trận giao hữu với U22 Trung Quốc như Hồ Tấn Tài, Triệu Việt Hưng, Hoàng Đức hay Tiến Linh cũng có tên. Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 23 tháng 9 tại Hà Nội. Sau đó vào ngày 13 tháng 10, U22 Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với U22 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trên sân vận động Thống Nhất.